Kính chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Sâm đại hành cô bác và anh chị. Đây là cây sâm đại hành. Bình thường thì cái cây này được trồng khá là nhiều, hôm nay thì vô tình em lại bắt gặp nó mọc hoang, đi tìm cây dược liệu thì thấy nó một bụi nó mọc ở đây thì em lại chia sẻ đến cô bác và anh chị. Theo y học cổ truyền thì sâm đại hành nó có vị ngọt nhạt, tính bình, quy vào ba kinh đó là can, tỳ, phế, có tác dụng giảm ho, cầm máu, tiêu độc, kháng khuẩn và tiêu viêm. Nhận biết cây dược liệu thì cô bác và anh chị thấy đó là ở cái phần lá thì cái nó như cái kiểu cái lá cau nhỏ cô bác và anh chị. Đây. Và bây giờ thì em sẽ đào cái phần củ ở dưới lên để cô bác và anh chị thấy. Công dụng của cây thì như một loại thuốc chữa cái thiếu máu, bổ máu, vàng da, xanh sao, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi. Thì mình có thể dùng cái cây này để chữa một số như là băng huyết, ho ra máu, bị thương chảy máu. Mình có thể dùng củ tươi, mình giã đắp, còn dùng chữa viêm họng, ho, mụn nhọt, chốc lở với liều lượng là 4 đến 12 g một ngày ở dạng thuốc sắc. Không chỉ ở Việt Nam mà ở Indonesia người ta cũng dùng cái sâm này để chữa lợi tiểu, lị, viêm sa trực tràng. Ở vùng địa trung hải thì người ta còn dùng cái rễ của củ cối sâm đại hành này để trị vô kinh dưới dạng thuốc sắc hoặc là mình có thể ngâm rượu uống. Và bây giờ thì em xin chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc và cái cách mình sử dụng, mình sơ chế các loại dược liệu này thì để chữa cái thiếu máu xanh sao vàng da bổ máu thì cô bác và anh chị mình có thể dùng cái sâm này để ngâm rượu sâm đại hành nhé thì mình lấy cái củ của cây này mình phơi khô lên sau đó thì mình thái mỏng 100g kết hợp với cái rượu trắng từ 3 40 độ 1 lít cứ 100g cái dược liệu khô thì mình dùng một lít rượu và ngâm khoảng nửa tháng một tháng mình thêm một ít đường phèn nữa để nó dễ uống hơn và mỗi ngày thì mình uống khoảng 30 ml thôi, chia làm hai lần và mình uống trước bữa ăn liên tục trong vòng 15 đến 20 ngày thì nó sẽ cải thiện cái tình trạng thiếu máu cho cô bác và anh chị rất hiệu quả. Cái bài thuốc thứ hai đó là để bổ khí huyết và trị tê thấp thì mình có thể kết hợp cái sâm đại hành này với bổ cốt toái, đương quy, bạch chỉ, cẩu tích, độc hoạt, mỗi vị 50g và mình ngâm với khoảng 2 lít rượu uống dần thì nó sẽ giúp cho lưu không khí huyết, bổ khí huyết, trị cái phong tê thấp rất là hiệu quả. Tiếp theo đó là bài thuốc thứ ba mình sẽ dùng để tiêu độc. Xâm đại hành thì mình sẽ dùng ở dạng tươi. Mình à, kết hợp với xài đất, bồ công anh, cam thảo đất, ké đầu ngựa, kim ngân, kinh giới. Mình có thể đun hết tất cả các cái dược liệu. Và sau đó thì mình chế nó lại ở dưới dạng cao lỏng. Uống thì nó sẽ giúp cho cô bác và anh chị tiêu độc rất là hiệu quả. Hay là để chữa cái mụn nhọt sưng tấy thì mình có thể là mình kết hợp xâm đại hành với bông trang, đơn tướng quân, bồ công anh, xài đất mỗi vị 16 gram sắc uống. Khi bị viêm họng, viêm phổi, sưng amidan thì mình cũng lấy xâm đại hành, vỏ, vỏ của rễ dâu, cỏ nhọ nồi, xài đất, bách bộ, mạch môn mỗi vị 12 gram, xâm đại hành 3 gram mình sắc uống đây cô bác và anh chị đây là cái củ của nó cây này thì cái củ nó chưa lớn lắm bình thường cái củ nó mà lớn nó bằng ngón chân cái cô bác và anh chị ngón chân cái cái màu đỏ rất là đẹp mắt ngày xưa ở nhà bà em còn trồng nhiều á bà còn lấy củ này luộc lên ăn nó bùi bùi nó cũng khá là ngon sâm đại hành này nó còn giúp cho cô bác và anh chị an thần làm dễ ngủ và ngủ ngon rất hơn mình có thể kết hợp cái sâm đại hành này với lạc tin cây vông nem lá sen thảo quyết minh hạt tơ hồng lá dâu, hạt keo đậu mình nấu cao lên và mình vò thành viên uống nó giúp ngon giấc, dễ ngủ và giúp an thần rất là tốt. Ngoài ra nó còn giúp bổ khí huyết nữa. Đây là cái một cái bài thuốc bổ. Cô bác và anh chị mình kết hợp nhiều vị dược liệu. Hay là khi bị à, ho do viêm phế quản, ho lâu ngày, nhiều đờm, cô bác và anh chị có thể kết hợp cái xâm đại hành này với rễ dâu cây lẻ bạn mỗi vị 20g, cam thảo nam, lá chanh mỗi vị 12g và sắc uống ngày một thang cho tới khi mà cái bệnh của mình nó thuyên giảm. Tiếp theo đó là cô bác và anh chị mình có thể dùng cái cây này cho cả trẻ em để chữa viêm họng, ho. Xâm đại hành 100g, xạ can 50g và sắc cô đặc thành dạng siro và mình mỗi lần mình uống thì mình sẽ uống mình lấy khoảng 300g nhé và mình mỗi lần mình uống thì mình uống từ 10 đến 30g 30ml siro ngày 3 lần tùy theo cái lứa tuổi của bé và có thể dùng để trị mụn nhọt sưng tấy hay là dùng để điều trị à, các cái bệnh về à, mình thiếu máu mình mất ngủ thì cái cây này là một cái vị thuốc bổ nhé mà đặc biệt là cô bác và anh chị mình có thể là mình ăn trực tiếp em thấy nhiều nơi người ta còn dùng cái củ này này người ta kho với cá với thịt á ăn nó bùi bùi nó ngon cô bác và anh chị tóm lại là cái cây này á Cô bác và anh chị mình có rất là nhiều tác dụng Nhưng mà nếu mà mình để dễ dễ sử dụng nhất Thì cô bác và anh chị mình cứ mang mình ngâm rượu Mỗi ngày mình uống khoảng 30ml một cái cốc nhỏ Nó bổ khí huyết, lưu thông khí huyết rất là tốt